sau hai trận thắng trước các đối thủ mạnh như Argentina, Uruguay cùng với tỷ số 1-0. Những cổ động viên yêu đội tuyển Brazil mong chờ màn trình diễn tưng bừng khi họ kết thúc năm 2018 bằng trận đấu với đối thủ nhẹ khí Cameroon. Tuy nhiên, rất không may là chỉ sau 6 phút thi đấu, tiền đạo đội trưởng Neymar đã dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Richarlison. Và chính chân sút đang khoác áo Everton là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào phút 45 với một pha đánh đầu mạnh và hiểm hóc từ quả phạt góc của William. Thắng 1-0, Selecao khép lại năm 2018 với 6 trận thắng liên tiếp mà không để thủng lưới. Ở Paris, mặc dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng cả Pháp và Uruguay đều tung ra đội hình rất mạnh với những sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Antoine Griezmann, Mbappe, Luis Suarez hay Cavani. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, căng thẳng với liên tiếp những tình huống vào bóng không khoan nhượng từ phía cầu thủ đôi bên. Hậu quả, Kylian Mbappe dẫn chấn thương khá nặng và buộc phải rời sân phút 36. Phải sang đến hiệp 2, Bruno Mendes để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chia tay vào chấm phạt đền. Olivier Giroud đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để đưa Pháp vượt lên dẫn 1-0 và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác, pha lập công muộn của Matteo Politano vào phút 90+4 đã giúp đội bóng Thiên Thanh có được chiến thắng tối thiểu trong trận giao hữu với Mỹ. Thị trường chuyển nhượng 2018 đang nóng lên trong những tháng cuối năm. Barcelona là một trong số các đội bóng được nhắc tới nhiều nhất. Theo tiết lộ từ kênh Cadena Ser, thương vụ Philippe Coutinho trị giá 145 triệu bảng hồi tháng Giêng năm nay. Phía Liverpool đã yêu cầu kèm thêm một điều khoản quy định, nhà vô địch La Liga không được mua thêm bất kỳ cầu thủ nào từ họ cho đến năm 2021. Việc Liverpool chấp nhận bán Coutinho cũng là miễn cưỡng, bởi như thừa nhận của chính tiền vệ này, danh tiếng của Barca là lý do để anh thúc đẩy tiến trình rời sân Anfield, cũng giống như Luis Suarez vào năm 2014. Dĩ nhiên, điều khoản cấm cửa Barca trong 3 năm sẽ giữ chặt các cầu thủ của mình trước sự quyến rũ từ đội bóng Tây Ban Nha. Nhưng điều khoản này vẫn có thể được bỏ qua nếu chính Liverpool là bên chào mời, giới thiệu các cầu thủ tới các câu lạc bộ khác, bao gồm cả Barca. Sau khi có động thái đi đêm với Real Madrid trong lúc đang dẫn dắt đội tuyển, Julen Lopetegui đã bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sa thải chỉ vài ngày trước thềm World Cup 2018. Đến Real sau đó, tưởng như đây sẽ là một chương mới huy hoàng dành cho Julen Lopetegui, thì ông đã phải nhận một thông báo sa thải khác chỉ sau 14 trận cầm quân vì thành tích quá bết bát. Tuy nhiên, khả năng Lopetegui sẽ không lui về ở ẩn quá lâu khi Liên đoàn bóng đá Mỹ đã có những liên hệ ban đầu để mời ông đảm nhận vai trò huấn luyện viên của đội tuyển trong thời gian tới. Hiện tại, vị trí này đang được Dave Sharachan tiếp quản. Tuy nhiên, Dave cũng đã thừa nhận bản thân nhận thức rõ thời gian nắm quyền của mình tại tuyển Mỹ đã đi đến những ngày tháng cuối cùng. Nguồn tin từ Loquip khẳng định, Quỷ Đỏ đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Noam Emiran và sẽ công bố thương vụ này trong ít ngày tới. Dù vậy, ban huấn luyện Manchester United vẫn quyết định để Emiran tiếp tục gắn bó với Amman để cầu thủ này không làm gián đoạn sự nghiệp của anh. Noam Emiran, 16 tuổi, đang là chân sút đáng giá của bóng đá Pháp. Chỉ mới gia nhập Amiens một năm trước khi khả năng chơi bóng điêu luyện đã giúp Noam nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn. Nhanh nhẹn, kỹ thuật và đầy tự tin, Emiran có thể đá tốt ở vị trí chạy cánh hoặc tiền đạo. Theo La Gazzetta dello Sport, tiền đạo 37 tuổi người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic đã đồng ý với những điều khoản để anh trở lại đội chủ sân San Siro vào tháng Giêng năm 2019. Cựu ngôi sao của Quỷ Đỏ và Inter đã được đề nghị một bản hợp đồng 6 tháng và có thể được gia hạn thêm 1 năm. Nếu điều này xảy ra, Ibra sẽ chỉ thi đấu cho LA Galaxy 6 tháng cuối hợp đồng cũ từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2020. Tờ Nhật báo của Italia cũng cho biết thêm, Ibrahimovic đang chờ một phản ứng từ giám đốc thể thao Leonardo Araujo của Milan trước khi thỏa thuận được ký kết. Họ cũng tin rằng cả hai bên đều có thiện chí và hợp đồng sẽ nhanh chóng được hoàn tất. Cuộc khủng hoảng chấn thương của AC Milan vừa trở nên trầm trọng hơn khi tiền vệ trụ cột Giacomo Bonaventura vừa phải nói lời chia tay với mùa bóng năm nay. Cầu thủ 29 tuổi đang nghỉ thi đấu bởi chấn thương sụn đầu gối hồi cuối tháng 10. Theo dự kiến, Bonaventura sẽ phải mất 7 đến 8 tháng để có thể bình phục chấn thương và hồi phục thể lực. Điều đó đồng nghĩa anh sẽ không chơi bóng đến hết mùa giải năm nay. Rossoneri hiện đang rất muốn có Leonardo Paredes của Zenit. Tiền vệ 24 tuổi đang thăng tiến rất nhanh và có thể trở thành một ngôi sao thực thụ trong tương lai gần. Tuy nhiên, đội bóng của Nga đặt giá tới 30 triệu euro mới chấp nhận bán tuyển thủ Argentina. Đây thực sự là một rào cản lớn cho Milan do đang vướng vào luật công bằng tài chính của UEFA. Theo đó, Sergio Fabregas hiện đang được xem như một sự lựa chọn lý tưởng với AC Milan trong phương án B. Tiền vệ 31 tuổi hiện chỉ còn hợp đồng đến hết mùa này và đang rất muốn rời Chelsea. Thế nên, giá của anh sẽ mềm hơn so với Paredes. Hành quân tới Yangon, đội tuyển Việt Nam đã không giấu giếm ý định giành trọn vẹn 3 điểm để sớm giành vé vào chơi bán kết. Nhiệm vụ ấy tưởng chừng không khó khi thầy trò Park Hang-seo đã tạo ra một thế trận lấn lướt cùng với nhiều cơ hội ăn bàn. Chơi áp đảo nhưng lại không thể ghi bàn vào lưới đối thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định tung Văn Toàn vào sân để thay Công Phượng. Ngay sau khi vào sân, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã chọc thủng lưới của Myanmar với một cú sút bồi cận thành. Tuy nhiên, rất bất ngờ trọng tài lại từ chối bàn thắng đó của đội tuyển Việt Nam vì cho rằng Toàn đã ở thế việt vị.
Trận hòa đáng tiếc này khiến Việt Nam chưa thể sớm giành vé vào bán kết. Tuy vậy, với một điểm có được tại Yangon, thầy trò Park Hang-seo vẫn còn ưu thế lớn trong cuộc đua bảng A. Ở lượt trận cuối cùng sau đây 4 ngày, Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia trên sân nhà hàng đẩy. Trong khi đó, Myanmar và Malaysia phải bước vào trận đấu sinh tử tại Kuala Lumpur.